sao tự nhiên gặp ông chủ sợ quá vậy? Ông chủ sao qua đây nữa? Em nói nhỏ nhỏ anh hai đừng có la làng nha. La làng hứa à? Ông chủ làm đi. Cái này ông chủ làm hả? Ngẫm Store hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Ngẫm Store không lo về chất lượng. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn. Đúng không? Tôi nói vậy anh Toàn hết. Đưa đi, mà có đáo được đâu thưa. Yeah. Con chẳng thể quay đầu, chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy người nào bên mày đau ông vũ đánh con đau quá chừng luôn. Người bạn ở bên ta chính là một điều. Ông chủ à, chứ còn ông có đi làm với ông chủ nữa đâu. Vì tôi thấy lòng người xuống ơi, cứu con. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì. Ông chủ nào không nghĩ trời ơi, ông chủ ơi. Đường dài xa xôi, tôi còn sai lối, mịt mờ phía sau. Cũng chẳng thể quay đầu, chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy. Người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, dẫu thế nào vẫn mãi là một người bạn. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thay lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối. Từ từ bình tĩnh anh, bình tĩnh. Thôi. Anh mà gặp Michael sẽ sao mà là anh xỉu luôn á. Hay quá trời hay luôn. Ấu. Em có thấy gì không? Anh thấy gì không? Nghe nói tụi cái tivi gì ra hả? Không mất rồi á. Coi chừng mình thần tượng quá vậy hả? Đi qua không mất cái gì cả. Chắc quá mất cái anh. Một lần thôi còn tiếp này tại anh thần tượng quá. Ấu. Ôi mày đi đâu vậy? Hả? Trời ơi, thằng nghèo. Đỡ mày thấy hả? Còn chiếc nha. Trời ơi, tao kêu mày qua bên giờ bệnh á. Mày đào, tao kêu mai. Tao kêu mày đi đào ngay mà mày mặc đồ y chang như là mày gặp giám đốc công ty vậy. Mày thủ rồi, mày có tay của mày thủ rồi. Biết kèm, không biết là em bà chủ hay là nó là chủ nữa. Trời ơi, cái gì? Đi làm cái gì là mặc đồ gì đi lớn vậy? Ông phải đi gặp đối tác, cô lại công ty các gì đủ hạn của ông chủ, cô đi gặp đối tác, đi đầu cây gì ông chủ, đúng rồi. Ai này quá, mày khùng quá trời khùng luôn rồi.
Tao kia mày về tỉnh mua giùm tao kia mày, để chồng tao làm chỉ mà không ra thì đi, là mày mặc đồ nãy hả? Dạ, đi rồi, đi mặc rồi em đủ rồi. À rửa giùm cái đi, bận bộ đồ thì đẹp mà sao chạy thúi dữ vậy? Đồ đẹp mà, người là quốc chủ á. Trời ơi, cái bộ đồ của tao hả? Hả? Bộ đồ chủ rồi, tôi đi ra. Tao đi đám tình. Tao đãi đi đám tình đi, một năm tao mặc có một lần à. Dạ, thì tôi không biết con thấy đẹp. Thôi, được rồi. Ông gài á là anh sai nó đi kiếm mấy cây mai ở tỉnh, tàu cây về anh chơi kiển. Rồi anh tưởng nó đi nó mặc đồ bình thường, ở nhà để mặc đồ như như đi bán giấy số á, mà nó ra đường nó đào cây, nó đi làm ruộng á, đi đào đất mà nó mặc đồ giống như nó giám đốc công ty vậy đó. Gặp tiền cái là chạy chạy ra là nè, 500, 1,5 triệu, 2 triệu, 2,3 triệu, 2,4 triệu, 10,000. Cái 10,000 là ông chủ dữ đất, ông có 10,000 ngoài hả? Ủa một lần rồi, tao mới ra 10,000 ngoài vậy trời. Mày không mà đèo mày lấy tiền nhiều chi, tiền nhiều người ta, người ta bắt cóc mày nha. Ta hiếp mày. Mày thăm 10,000 này nè, chạy ra mua giùm cái kẹo gì, kẹo bông gòn ăn được rồi. Ôi đi uống cài lạo, mẹ luôn, 10,000 à. 10,000 là ông chủ bo. Cái tiền công mày tao vẫn trả mày hàng tháng mà. Mua mày thấy nhiều. Kẹo thì 1 triệu rồi, chứ đây là bo biếm nữa mà. Mồi kẹo 10,000 á. Dạ tiền để cho nó thêm. Trời ơi, chắc nít nó làm cái gì nó bị khùng. Tiền bạc mấy đứa này không có nên tính toán. Không ra đường cho gái cũng vậy hả? Cho gái nào? Làm từ thiện là tài thiện. Từ thiện ở cái khúc này nè, thấy không? Nó bị khùng rồi, em nó bị khùng nữa rồi, ba nó bại liền. Trời ơi, tội nghiệp quá trời. Như đây đây, thấy vậy đó. Trời, em cũng luôn. Nó có người mà cũng tốt mà. Mà cũng là người vĩnh đại nhất trong cơ nhà này luôn. Mà cũng tốt, cũng phúc. Mà cũng vĩnh đẹp nữa. Mấy triệu đồng nè, đưa vào mấy triệu luôn đó. Còn bà chủ nó đủ à, bà chủ kinh đẹp nè, có bụng nè, trẻ đẹp nè. 1 triệu nè, 1,5 triệu, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, rồi nè. Tôi cũng có 10,000 đi. Tao đã đếm với 1 triệu quá. Thì tao đếm tiền tại tao, mày 20 đủ rồi. Cầm đi tiền. Cầm gì giấu tiền dữ vậy? Đây, cái tiền này là cái tiền mà đóng tiền điện, anh chưa có đóng. Cái gì mà chưa đóng, chưa cái tuần lễ mà chưa đóng tiền điện là giếm không? Không có đâu, ở trong thấy gọi cáo đâu, em cũng đóng muốn thấy rồi. Trời, chúng nữa tiếng nó cắt điện nhà mình quá. Chết mẹ, sao cái điện tôi linh dữ vậy? Ông này chỉ thèm chết với tôi nè. Quỳ gối đi lên lầu. Quỳ gối đi lên lầu. Quỳ đến đây. Đau quá em. Đi cho mạnh lên. Nít. Trời, mày xấu hổ mày vui lắm nè. Ông kia mày đi đâu mày đi lẹ đi. Hoài. Yêu lại nuốt út kìa. Nuốt út bây giờ. Ê. Út rồi út. Làm gì vậy? Em giỡn với con em Nguyễn à. Tao cái Nguyễn à, tao bún cái lỗ tai rồi nè. Chó đẻ, tao bún rồi nè. Anh ai cười quá à, nó ăn hết em Nguyễn của em. Trời ơi, con Thông kìa. Đâu? Đó nè. Ghê quá à. Ôi mày Nhâm, mày bị gì vậy? Đau. Bị gì vậy? Em bị bầm. Sao vậy? Sao bị bầm vậy? Em bị cào nữa. Sao bị cào vậy? Ốm, mày bị gì vậy? Em đau mà anh ơi. Em nói nhỏ nhỏ anh ơi, đừng có la làng nha. Là đại hứa à. Ông chủ làm em. Cái gì ông chủ làm hả? Ông chủ làm mặt em bị bầm. Mẹ ông chủ. Thầy biết ở Sài Gòn dù nắng cả nào á, mà cả nhà mặc đồ đuổi cao cấp nào thì lúc nào cơ thể nó cũng mát á. Rất cực kỳ là thoáng mát, vậy cực kỳ là rất là thấm hút mồ hôi luôn. Cái này tại bên mình đang bán là chỉ hơn tầm 400k thôi. Hiện tại ngoài màu trắng ra thì nó sẽ còn màu đen, màu be và màu rêu. Ngắm Store, chất lượng tạo nên thương hiệu. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn,
đường dài xa xôi tôi không thay lối mịt mờ.